Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 4 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông, đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 400 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Đến 4 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 170 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 106,5 đến 114 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến khoảng 4 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có xu hướng suy yếu dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cần đề phòng sóng lớn kết hợp chiều cường gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, hai kịch bản được nhận định có thể xảy ra với bão số 1, trong đó kịch bản lớn nhất được nhiều trung tâm trên thế giới, trong đó có Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định bão sẽ đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc vào đêm ngày 2 tháng 7, vùng ảnh hưởng rộng lớn, bao gồm cả miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta. Một kịch bản nữa, theo ông Hưởng là bão đi men theo phía nam tỉnh Quảng Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng đông bắc nước ta. Vì vậy, cần liên tục theo dõi và cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Trên đất liền dự báo từ đêm ngày 2 tháng 7, hoàn lưu phía tây của bão bắt đầu gây mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa to rất to cho các tỉnh miền Bắc. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 7 tháng 7. Từ các ngày 8 tháng 7, mưa có khả năng giảm dần. Các tỉnh Bắc Trung Bộ khoảng từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trước khi ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, hôm nay ngày 1 tháng 7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Hà Nội hôm nay ngày 1 tháng 7 có lúc mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao rất xảy ra lũ quét, sạt lở tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa bão năm 2022 đã chính thức bắt đầu với sự xuất hiện của cơn áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vào đêm ngày 28 tháng 6. Cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên của mùa bão đã thể hiện diễn biến phức tạp khi cơ quan dự báo quốc tế cho hướng di chuyển rất rộng, có thể hướng đến Hồng Kông, Trung Quốc hoặc miền Trung Việt Nam.
Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam dự báo khả năng cao áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc trong 24 đến 48 giờ tới có thể mạnh thành bão. Vào hồi 7 giờ ngày 29 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 16,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 30 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển Đông trong 24 giờ tới bao gồm từ vĩ tuyến 15 đến 19 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113,5 đến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và tiếp tục mạnh thêm. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển Đông từ 24 đến 48 giờ tới, từ vĩ tuyến 16 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 đến 117 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Do ảnh hưởng có áp thấp nhiệt đới, mưa to đến rất to sẽ diễn ra khắp miền Bắc. Đêm qua vào sáng sớm ngày 29 tháng 6, ở khu vực vùng núi phía Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ đến ngày 28 tháng 6 đến 7 giờ ngày 29 tháng 6, một số nơi trên 100mm như Nguyên Bình, Cao Bằng 102mm, Thượng Lâm, Tuyên Quang 198mm, Lăng Can, Tuyên Quang 186mm, Pa Ủ, Lai Châu 101,9mm, Pha Long, Lào Cai 116mm, thành phố Hà Giang 111,4mm. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Người dân cần đề phòng để tránh những tai nạn đáng tiếc. Thank you.